Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi về nhân vật lính thuê. Và đến bây giờ mình vẫn có một thắc mắc, đó chính là cái chữ NIP. Không biết các bạn đọc kiểu gì. Mình thì hay đọc là nếp, có người đọc là náp, có người là nai, có người nai bu. Và bạn đọc như thế nào có thể comment vào phía dưới video để cho mình có thể tham khảo nha, để đọc cho đúng. Trước giờ chơi cứ đọc là nếp nếp nếp, tại vì thèm ăn xôi. Xôi thì nấu từ nếp nên tiện đọc có chữ NI đọc nếp luôn cho rồi. Hôm nay mình có một cái đuôi mèo xinh xinh các bạn ơi. Đi nó cứ vẩy 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 lên nhìn buồn cười, dễ thương. Ủa chưa gì gặp Hunter rồi. Không biết nó có dí mình không? À có, nó vẫn có dí các bạn. Các bạn nhây ở cái khu lỗ này này rất là vui luôn, cứ leo lên leo xuống thôi. Không phải sợ, không phải xoắn. Chàng Gu chàng, Gu chàng. Có vẻ nó không dí nữa hả? Dí nữa không trời, để tôi biết tôi chạy. Không rồi, đi rồi. Anh Gu bất lực. Lính thuê sửa máy rất là lâu nha, chị thương cũng là lâu, cho nên là các bạn có thể lên nhánh heal cho nhân vật này 36 và một nhánh heal cho đồng đội chị thương cho nó nhanh. Mấy ngày hôm nay mưa bão cho nên là cái dàn karaoke hàng xóm mình được phép hoạt động hết công suất luôn. Nói chung là nó cũng sướng được xả stress. Nhưng mà kiểu hôm nọ mình nghe mẹ mình kể là có cái bà đó, bà ấy hát 12 giờ trưa rồi không chịu ngủ nghỉ gì đi trơn, người ta đi làm công ty vác cái loa ra ngoài giữa đường á, xong bắt đầu là hát karaoke nguyên một xóm nghe, thế là hàng xóm sang chửi. Từ đó là bà này bảo không hát nữa. Vui, công nhận là nghe xong vừa thấy bực cái bà hát karaoke mà cũng vừa thấy buồn cười với cái ông kia ông say sang chửi bà đấy. Có những lúc mà nhà mình ở giữa mà hai cái dàn karaoke của hàng xóm á, nó bao vây xung quanh nhà mình luôn. Một bên á thì hát cải lương, một bên thì bolero. Trời. Nhức cả đầu luôn ấy. Mà đâu phải hát nhanh đâu các bạn, hát karaoke thì trung bình phải khoảng 3-4 tiếng trở lên. Bởi vì hát kiểu không biết thời gian là gì đâu. Ủa nó phá vòng rồi. À. Ui. Đánh hụt nha. Nó đi sang bên kia, nó không đuổi mình à? Sửa máy tiếp. Cứ tưởng là đuổi mình cơ. Chắc lại lạc chủ tế rồi. Thường thường hát karaoke là phải trung bình khoảng 3-4 tiếng trở lên. Bởi vì nhiều khi hát đã quá là cũng đâu để ý thời gian nó như thế nào đâu. Xong rồi có vài miếng mồi rồi. Ôi trời ơi, đậu phộng các thứ, xong rồi vài ly bia. Nhưng mình thì chung thủy với nước ngọt thôi. Phê. Đi hát karaoke ở mấy cái quán lớn ấy, thì mình thấy khá là tốn tiền. Đi rồi, đi 2-3 lần rồi nên rảnh. Rảnh quá trời luôn. Rồi xong vũ công. Không quẩy disco được rồi. Để mình đi cứu. Sửa lâu quá à. Nổ dùm cái. Sợ nó hút hồn thôi. Từ từ cứu nha, đừng cứu sớm quá. Cứ miễn sao các bạn cứu trước 50 là được. À có cái vòng. Ok. Rồi chạy tới cứu là vừa. Hay quá, nó không hút hồn. Úi dồi ôi, tỉnh ngủ luôn. Chạy sang vòng đi bạn. Đi sang vòng đi. Còn đứng đấy nữa, bó tay luôn đấy. Khó hiểu đồng đội thật sự luôn. Vòng thì ngay đấy rồi. Em mốt quyền anh công nhận dễ thương cực luôn. Máy vẫn chưa có nổ được. Cái đôi bèo nó cứ cong tớn lên, các bạn thấy không? Nó cứ dựng lên này.
nhìn vui. Một máy thì đang được 4. Ô, mỹ nhân được 79 rồi này. Vũ trang này không thèm đổi dạng trắng để hút hồn luôn. Bạn này chơi có vẻ khá là mạnh. Ok, được. Đỡ thôi, đỡ thôi. Hay quá, ui nổ máy. Perfect luôn. Nổ máy hay quá. Quá đẹp, quá ổn. Nó mới tốc biến rồi, à nó mới dịch chuyển rồi, không sợ. Vũ trang này kiểu không biết dùng hồ cái dạng trắng để mà dùng hút hồn hay sao á. Cam ghế mà dùng dạng đen. Đấm này, bóp 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 bóp. Thôi đi vô. Vô thôi. Nó bay đấy, nó ngay cổng bên này mà. Trời ơi, giờ ông hút hồn có ý nghĩa gì đâu. Mong cho mỹ nhân thoát nữa là xong. Ok. Nghe tiếng cổng mở thấy đã rồi. Các bạn đừng chuyển kênh, mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa về lính thuê cho các bạn cùng xem nhé. Chu chu chu. Skin tư minh nằm cả nhà ơi. Lại gắn đuôi mèo này. Cưng ghê luôn á. Bộ trang phục này nhìn nắp rất là đẹp nha. Đẹp trai. Trang phục lò xo cũng đẹp. Có con bướm nó cứ bay vòng quanh vòng quanh. Ủa gì đấy, vũ trang à? Ôi, hết hồn thật đấy. Trang phục vàng luôn. Nay là ngày hội vũ trang rồi, các bạn thấy không? Bán skin vàng này ai cũng dùng vũ trang hết trơn. Nhưng mà bạn mặn quá. Đi đổi lính thuê khó hiểu. Ủa, các bạn có nghe thấy tiếng hát karaoke bên hàng xóm mình không? Đang hát bên á, trời không biết là các bạn có nghe rõ không. Mình sợ thu vào tiếng game của mình quá. À, nó đuổi người khác rồi. Trời ơi, mong cái bộ trang phục lẫn cái phụ kiện của lính thuê này combat ghê á, mình có thể mua được cái đuôi mèo. Cưng dễ sợ luôn. Ủa, nó đâu rồi? Úi dồi ôi, cứ tưởng nó bay vào đây rồi. Họa sĩ đi giết thằng Vũ Trang đi. Để mình bù cái máy cho. Lính thuê là các bạn auto 36 nha mọi người. 39 là bị phốt, bị chửi đấy. Câu chuyện muôn thuở rồi. Nhưng mà trong chế độ 82 thì các bạn có thể mang 39 cũng được. Eo lính thuê lên 39 trong chế độ 82 chạy đúng sướng luôn. Nhưng mà cái map gì? Map công viên á, nó ít cửa sổ lắm, cho nên là nhảy cửa sổ trong đó không có đã gì hết trơn. Nhảy phải nhảy trong những cái map làng ven hồ cơ. Quá trời map luôn. Quá trời ván đó chứ. Nhưng mà xài những cái map 82 thì các bạn thấy rồi. 500 anh em đập ván Hunter phá ván, lay game chả có cái ván nào để xài. Buồn ơi là buồn luôn. Dạng đen hả? Không hút hồn hả? Ow. Ủa nó không đánh đi. Họa sĩ này ngồi ghế còn được mà, lo gì đâu. Cứu từ từ cũng được. Nhưng mà khi vẽ tranh là họa sĩ cần phải tinh tế một tí. Bởi vì khi mà các bạn vẽ tranh, các bạn sẽ không thực hiện được các thao tác. Và đặt tranh xong thì các bạn sẽ bị lộ vị trí trong vòng 5 giây, khá là nguy hiểm. Nên là muốn ngắt cái quá trình vẽ tranh thì các bạn ấn lại vô skill thôi. Mà cũng nên mua cái nhân vật này, chơi cho nó vui. Thôi xong, họa sĩ là lần 2 rồi. Nhưng mà nói thì nói, lên ghế không tính số lần thì cứu thì cũng phải tinh tế một tí. Bởi vì mỗi lần lên ghế, họa sĩ sẽ chảy máu ghế theo cái thời gian vừa mới cứu, cho nên rất là nguy hiểm luôn. Ủa sao chạy lại? Chạy qua bên này cũng chạy, chạy ngược về phía Hunter vậy trời. Biết ngay mà nó dí rồi. Chán ghê luôn á. Thank you.
để Body Block chứ biết sao bây giờ. Hunter đứng bên đấy còn chạy ngược về bên... Chả hiểu nổi. Trời ơi, ông vẽ kìa. Rồi ôi. Bye cưng. Bye bye cưng. Hẹn cưng khi khác vậy. Một pha đi vào lòng người của nhân vật họa sĩ. Không body block nổi luôn á. Lâu lâu các bạn đeo cái phụ kiện này sẽ có cái đầu con mèo nó cứ lòng vòng đó 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 đó. Đang đuổi ai không biết. Như cái hội chợ ngoài kia. Còn đúng một máy thôi và có lẽ là mình sẽ là best giải mã của cái giai đoạn này. Tư rồi, sắp nổ rồi. Quẻ lên, quẻ lên. Tập trung giải mã. Vậy thì thôi, nổ máy luôn. Dễ thương ghê luôn, coi này. Ồ, Mike muốn mở cổng hả? Để cho mở luôn cũng được. Hey, hey, hey. Không biết, ô kẻ trộm thoát rồi, Okuchan đi đâu rồi? Chắc lại rớt mạng hay gì rồi. Thôi và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha. Bye bye mọi người. Nhớ ủng hộ channel của mình.